là đại diện cuối cùng của châu Á tiến vào vòng 1/8. Đội tuyển Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch, đội tuyển Brazil. Không thử thách nào là không có chông gai. Cơ hội nào cho đội tuyển Hàn Quốc trước ngưỡng cửa trận tứ kết? Vòng 1/8 FIFA World Cup 2022, đội tuyển Brazil, đội tuyển Hàn Quốc, 2 giờ ngày 6 tháng 12, trực tiếp trên VTV3 và VTV Cần Thơ.